Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Tập 56. Chương 551, Phật Môn Pháp Tướng 3. Linh Bảo Quan, hậu viện vắng lặng, trong tĩnh thất, Nguyên Cảnh Đế đánh cờ với quốc sư, lão hoàng đế tóc đen trở lại nắm quân cờ, thở dài nói, Sở Nguyên Trần cũng thua rồi. Nữ tử quốc sư mi tâm có một điểm chu sa, ngũ quan diễm lệ, lại không quyến rũ kiểu thông tục, dáng người đẫy đà, mang sự thanh lệ của thiếu nữ cùng sự quyến rũ của thiếu phụ trộn lẫn hoàn mỹ. Đã hồn nhiên lại yêu dã, nàng chơi cờ tùy hứng, không động não, lạch cạch đánh cờ, nghe vậy, đáp lại, tùy tay một kiếm, nói gì thắng thua. Nguyên Cảnh Đế gật gật đầu, nhưng mặc kệ như thế nào, đều thành tựu uy danh tiểu hòa thượng kia, thành tựu uy danh của Tây vực Phật môn. Nguyên Cảnh Đế tuy ở trong cung, chuyện trong kinh thành, đặc biệt tin tức về sứ đoàn Tây vực, không phân biệt chuyện gì, hắn rõ như lòng bàn tay. Bệ hạ là cảm thấy đuối lý. Lạc Ngọc Hành khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, đánh rồi đánh, nàng phát hiện mình sắp thua. Vì thế trong lúc nói chuyện, lặng lẽ biến ảo vị trí hai quân. Đuối lý. Nguyên Cảnh Đế cười khẩy một chút, tiếp đó thở dài, đuối lý là có, càng nhiều là bất đắc dĩ. Tiểu hòa thượng tuổi còn trẻ, tu vi kinh người, kinh thành không có nhân tài mới xuất hiện, trẫm có thể như thế nào? Trung quy không tiện để cho cao thủ trong cấm quân xuất chiến nhỉ, chẳng phải là càng mất mặt. Lạc Ngọc Hành nghe ra, Nguyên Cảnh Đế là đang trách cứ Sở Nguyên Trần nương tay, không đủ dứt khoát lưu loát đánh bại tiểu hòa thượng, ngược lại trở thành đá kê chân cho người ta nổi tiếng. Tên lừa chọc kia lai giả bất thiện, lần này chỉ sợ sẽ không dễ dàng về Tây vực. Nguyên Cảnh Đế lại nói, bệ hạ muốn nói cái gì, nói thẳng là được. Lạc Ngọc Hành nói, mấy ngày trước, Độ Ách đại sư muốn gặp giám chính, bị lão từ chối. Giám chính ở Quan Tinh lâu đã lâu, không hỏi việc đời, lão nếu là không để ý tới cao tăng Tây vực. Đến lúc đó còn mời quốc sư ra tay. Lạc Ngọc Hành chậm rãi gật đầu, lại biến ảo vị trí hai quân cờ. Nguyên Cảnh Đế liên tục thua ba ván buồn bực rời khỏi Linh Bảo Quan, trên đường quay về Hoàng Cung. Dặn dò lão thái giám, đi bảo Ngụy Uyên tìm người, trẫm không muốn nhìn thấy tiểu hòa thượng kia đứng ở trên lôi đài nữa. Nguyên Cảnh Đế mặt không biểu cảm, vẻ mặt âm trầm. Lão thái giám ngoan ngoãn, vâng, Nam Thành, Dưỡng Sinh Đường. Hậu viện, Hứa Thất An cùng Sở Nguyên Trần khoanh chân ngồi, nghe hắn giảng bí quyết dưỡng ý. Hằng Viễn đại sư cũng không tị hiềm, ngồi ở một bên hóng hớt. Nghe cũng không khó, nhưng làm sao mang khí phách dung nhập trong đao. Hứa Thất An vừa hỏi, vừa đứng dậy, chém ra hắc kim trường đao. Trong quá trình, dựa theo bí quyết Sở Nguyên Trần dạy, hắn ý đồ mang khí phách của mình dung nhập trong đao. Nhưng đã thất bại. Ngươi cảm xúc bình tĩnh, vô hỉ vô bi vô ưu vô nộ. Dưỡng ý như thế nào? Sở Nguyên Trần bất đắc dĩ nói. Là lỗi của ta, là trong lòng ta có tĩnh khí, núi lở phía trước mà mặt không đổi sắc. Hứa Thất An nói, cái gọi là hăng hái, trên bản chất là một loại cảm xúc. Sở Nguyên Trần tự hỏi một phen, nói, thật ra có biện pháp tốc thành. Mắt Hứa Thất An hơi sáng lên, Sở Trạng Nguyên mời nói. Ngươi lại đây. Trạng Nguyên lang cười tủm tỉm vẫy tay. Hứa Thất An lập tức đi qua. Bốp. Sở Nguyên Trần trở tay cho một cái tát. Ngươi con mẹ nó. Hứa Thất An tức giận. Sở huynh, ngươi là cố ý à? Có thể chém ra khí phách không? Hoàn toàn vô hiệu. Hứa Thất An day day ra mặt nóng rát. Vậy là mức độ chưa tới. Sở Nguyên Trần đột nhiên lao tới, không ngừng vung bàn tay. Hứa Thất An dốc sức phản kháng, tránh né, vẫn bị tát cho mười mấy phát. Đối mặt Sở Nguyên Trần không thuận theo không buông tha, hắn hoàn toàn nổi giận. Cũng đúng lúc này, phúc trí tâm linh sinh ra một ý niệm muốn phát tiết. Xẹt, đao khí sắc bén vô cùng chém ra, vặn vẹo không khí. Sở Nguyên Trần tựa như không muốn đối kháng với mũi nhọn của nó, ngửa đầu tránh đi, đao khí lao lên trời, chậm rãi tiêu tán. Quả nhiên hữu dụng, Hứa Thất An vui vẻ. Vừa rồi một đao đó, vượt qua cực hạn đao khí bình thường của hắn, nếu phối hợp thiên địa nhất đao trảm thi triển, uy lực sẽ cao hơn một tầng. Ngươi quả nhiên là thiên tài, Sở Nguyên Trần cảm khái nói. Hắn từng nói, một ngày hoặc ba ngày có thể học được, Hứa Thất An chỉ dùng một canh giờ. Không, thật ra ngươi là quỷ tài dạy học sinh, Hứa Thất An làm nhảm trong lòng. Nhưng nếu ta mỗi lần thi triển một đao này đều phải bị đánh trước, có phải quá thiệt thòi hay không? Sở Nguyên Trần trả lời, bởi vậy ta nói,
nhập môn dễ dàng, tinh thông lại khó. Khí phách ngươi hôm nay cần bên ngoài kích thích, không thể chủ động thi triển. À, lại thêm một môn bí pháp cần tu hành. Nhưng ta vẫn như cũ là thiếu niên chém xong một đao liền chờ chết kia. Hứa Thất An cảm giác đường tu hành của mình lâm vào trạng thái nào đó không thể ngược lại. Thứ hắn học càng ngày càng nhiều, thủ đoạn đối địch lại đơn điệu hơn nữa cực đoan như cũ. Nhưng lực lượng ta có thể bùng nổ trái lại càng ngày càng mạnh, không biết có một ngày làm được thật sự thiên hạ cao thủ không ai có thể ngăn ta một đao hay không. Đêm hôm đó, Hứa Thất An không có gì bất ngờ nghe thấy nhị thúc nói về lôi đài chiến đấu Nam Thành. Nghe nói một vị kiếm khách cực lợi hại ra tay, vẫn chưa thắng vị hòa thượng Tây Vực kia. Hứa nhị thúc cảm khái nói, kinh thành nhiều cao thủ như vậy, ngay cả tiểu hòa thượng cũng đánh không lại sao. Thẩm Thẩm đang ăn cơm, thuận miệng chen vào kinh thành cao thủ là nhiều, nhưng lấy lớn bắt nạt nhỏ truyền ra không dễ nghe. Cao thủ trẻ tuổi trái lại không ít, nhưng nghe nói đó là kim cương bất bại chỉ Phật môn có, đừng nói cùng cảnh giới, cho dù cao hơn một phẩm cấp, cũng không nhất định có thể phá. Hứa nhị thúc phổ cập khoa học cho thê tử tóc dài kiến thức ngắn của mình. Thẩm Thẩm nghe xong liền tức đến phát run, kinh thành to như vậy, ngay cả người trẻ tuổi ưu tú cũng không chọn ra được, nhị lang nhà ta không tu võ đạo, nếu không một quyền mang tiểu hòa thượng đánh ngất. Hứa nhị lang vội vàng xua tay, không không không, mẹ, con không làm được. Dừng một chút, nói, sứ đoàn Tây Vực quả thật kiêu ngạo chút, gần đây uống rượu với bạn cùng trường, nói về việc này, đều rất khó chịu. Bắc Thành có hòa thượng mỗi ngày tụng kinh giảng pháp, mỗi ngày đều có hơn 1.000 dân chúng nghe kinh. Nghe một lần là 1-2 canh giờ, nhưng đám dân chúng đó đều là người nghèo khổ, sao lại lãng phí thời gian. Còn có tiểu hòa thượng kia Nam Thành, ỷ vào da dày thịt béo, ăn nói ngông cuồng, nhưng võ phu trong kinh thành không có cách nào làm gì hắn. Đám bạn cùng trường đều nói võ phu chỉ có thể hung hăng ở nhà. Lời này đồng thời đắc tội Hứa Đại Lang cùng Hứa Nhị Thúc. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 552, Kim Cương Nộ Mục Pháp Tướng 1. Thư sinh các ngươi cũng chỉ một cái mồm, ngồi yên nói suông có vạn lời. Hứa Thất An cười nhạo, có lý. Hứa Bình Chí ấn like cho cháu trai, nhân tiện chèn ép thê tử sau khi con trai đỗ hội nguyên, từ từ bành trướng. Nhị lang không có tố chất luyện võ, ngược lại là linh âm béo tay béo chân, khí lực sung túc, so với nó càng có thiên phú hơn. Hứa Linh Nguyệt liếc muội muội vùi đầu ăn thịt, che miệng cười khẽ, đến lúc đó, thật sự sẽ ăn đến mức nghèo. Hàn huyên vài câu, nhị thúc thở dài, đừng nói thư sinh, đồng nghiệp trong ngự đao vệ người nào không phẫn uất. Hòa thượng phương Tây quá kiêu ngạo, Phật môn kiêu ngạo là có nguyên nhân, bọn họ vốn là tới khởi binh vấn tội. Hứa Thất An thầm nhủ, màn đêm buông xuống. Tăng nhân mặc nạp y màu xanh quay về dịch trạm, lập tức đi gặp Độ Ách đại sư, chắp hai tay lại, nói, sư, thúc tổ, giám chính vẫn như cũ không gặp ngài. Trong ánh nến màu vỏ quýt, khuôn mặt trải rộng nếp nhăn của Độ Ách đại sư, một nửa chiếu ánh nến, một nửa giấu ở trong bóng ma. Biết rồi, ngươi cứ đi xuống. Tăng nhân rút đi. Độ Ách đại sư một lần nữa nhắm mắt, chỗ thiên linh cái, một luồng ánh sáng vàng lao thẳng lên trời. Luồng ánh sáng vàng đó dần dần dâng lên, phá tan bầu trời đêm, biến mất không thấy, đại khái qua vài giây, trong trời đêm mây đen cuồn cuộn vần vũ, sấm sét mãnh liệt. Trong mây đen cuồn cuộn, một luồng ánh sáng vàng sáng lên, sau đó, ánh vàng như thủy triều bao phủ toàn bộ kinh thành. Mây mù kịch liệt run rẩy, thò ra một khuôn mặt Phật, hai mắt trợn lên, hai hàng lông mày dựng thẳng. Pháp tướng này to lớn vô cùng, riêng một khuôn mặt đã lớn bằng nửa kinh thành. Trong kinh thành, dân chúng không chịu chút ảnh hưởng nào, nhưng toàn bộ người tu hành, trong lòng đồng thời dâng lên cảm xúc sợ hãi, run rẩy, tựa như động vật nhỏ trong sấm mùa xuân, phủ phục phát run. Hứa Thất An đang ngủ bừng tỉnh, sắc mặt trắng bệch lao ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn trời, thấy một khuôn mặt Phật ánh vàng rực rỡ ngưng tụ ở trên không kinh thành. Cảnh tượng này cuộc đời hiếm thấy, tựa như Phật Đà giáng xuống, từ đám mây quan sát nhân gian. Rầm. Cửa đông xương phòng cùng phòng cách vách đồng thời đẩy ra, Hứa Nhị Thúc và Hứa Nhị Lang xông ra, hai cha con hai chân không ngừng run rẩy, ngửa đầu nhìn bầu trời. Cha, đại ca, Tây Vực Phật Môn là muốn ra tay ở kinh thành sao? Hứa Nhị Lang run giọng nói. Hứa Bình Chí cũng trợn tròn mắt,
đời này cũng chưa từng thấy cảnh tượng khủng bố như thế. Giám chính, vì sao không dám gặp bổn tọa? Lúc này, pháp tướng miệng nói tiếng người, tựa như sấm sét nổ vang, tiếng gầm quanh quẩn, vang vọng kinh thành. Mẹ kiếp, chiến lực tầng cấp cao của thế giới này quả nhiên khủng bố. Hứa Thất An vừa run rẩy chân, vừa cảm khái. Hứa Thất An rất muốn đùa một phen, hô to, lão bà, mau ra đây, xem Phật tổ. Nhưng hắn chưa có lão bà, hơn nữa tòa pháp tướng kia phát ra uy áp dày nặng, khiến hắn không dâng lên nổi bất cứ cảm xúc nào, theo bản năng muốn quỳ xuống cúng bái. Giám chính, vì sao không dám gặp bổn tọa? Theo quát hỏi như sấm sét, Hứa Bình Chí đau khổ chống đỡ hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Cùng lúc sợ hãi, trong lòng dâng lên khuất nhục, Hứa Nhị Thúc hai tay chống mặt đất, nghiến răng nghiến lợi nói, Ninh Yến, Tư Cựu, đừng quỳ, đứng lên, đứng lên. Hai chữ cuối cùng là giống ra. Sau khi giống xong, Hứa Bình Chí chưa nhận được cháu trai cùng con trai đáp lại, ngẩng đầu nhìn. Con trai vịn hành lang, cái trán nổi gân xanh, tựa như đang kiệt lực chống đỡ. Cháu trai dựa lưng vào cửa phòng, hai tay chống đao, quật cường ngẩng đầu nhìn pháp tướng kình thiên trong trời đêm. Sau đó, con trai cùng cháu trai đồng thời nhìn lại. Không khí trong lúc nhất thời cứng đờ, cũng may Hứa Từ Cựu và Hứa Ninh Yến bất động thanh sắc rời ánh mắt đi. Phù, hai thằng nhóc thối còn biết giữ lại mặt mũi cho ta. Cảm xúc xấu hổ của Hứa Bình Chí tự được hóa giải. Phốc, xem bộ dạng nhát gan này của Nhị Thúc, tinh khí thần đều tiêu hao ở trên người Thẩm Thẩm rồi nhỉ. Trong lòng Hứa Thất An cười nhạo, cha quá mất mặt rồi, bản thân quỷ thì quỷ, còn phải ồn ào ra, may mắn nơi này không có người ngoài. Hứa Từ Cựu âm thầm ghét bỏ lão phụ thân mất mặt. Đại ca, cao tăng Phật môn này tính là thế nào? Huynh làm việc ở nha môn đả canh nhân, biết chút tin tức chứ? Hứa Từ Cựu đứt quãng nói, tận lực để giọng của mình không run run. Hắn cho rằng, hẳn là Tây Vực cùng Đại Phụng ở trên một số việc nào đó sinh ra khác nhau, bởi vậy mới có sứ đoàn Tây Vực vào kinh. Đêm nay xem cao tăng Phật môn hành động, Tây Vực bên kia thái độ rõ ràng dễ thấy là rất phẫn nộ. Nếu xử lý không tốt, liên minh Tây Vực cùng Đại Phụng rất có thể vỡ tan, thậm chí xảy ra quốc chiến. Thân là người đọc sách, Hứa Tân Niên đối với loại việc lớn này có sự tò mò bản năng. Hứa Thất An châm trước nói là có chút mâu thuẫn, nhưng không nghiêm trọng như trong tưởng tượng của đệ. Cụ thể ta cũng không rõ. Nói đến một nửa, hắn lại sửa giọng, bởi vì cao tăng Phật môn phản ứng cũng xuất phát từ dự đoán của Hứa Thất An. Hắn bỗng nhiên ý thức được một sự kiện, năm đó thần thù hòa thượng bị phong ấn ở Đại Phụng, có lẽ cũng không chỉ có là giúp lẫn nhau giữa minh hữu, trong đó có ẩn tình khác. Nếu chỉ là giúp đỡ lẫn nhau giữa minh hữu, Phật môn sao lại tức giận như vậy, sao lại hưng sư động chúng như vậy? Hạo khí lâu. Ngụy Uyên khoác áo bào xanh, đứng ở đài quan sát, ngửa đầu nhìn pháp tướng một khuôn mặt Phật che khuất nửa kinh thành, thân hình nó vô cùng lớn, giấu ở trong mây đen cuồn cuộn. Sát Tặc La Hán, hắn ánh mắt bình tĩnh, lưng thẳng tắp, áo bào xanh ở trong gió phần phật tung bay, tựa như đang nhìn nhau với pháp tướng. Trong phòng trà phía sau, Dương Nghiễn và Nam Cung Thiến Nhu khoanh chân ngồi, đầu cúi xuống, dốc sức chống lại uy áp của pháp tướng. Tu vi càng cao, bị áp bách càng lớn, Phật môn vẫn là cường đại trước sau như một, Ngụy Uyên cảm khái. Nói xong, hắn quay đầu nhìn hai vị nghĩa tử, thản nhiên nói, nếu Hứa Thất An ở đây, ta dám cam đoan, hắn nhất định là đứng, mặc kệ dùng phương pháp gì, cũng là đứng. Dương Nghiễn cùng Nam Cung Thiến Nhu vẻ mặt xấu hổ. Hoàng cung, Nguyên Cảnh Đế khoác long bào, ở dưới lão thái giám làm bạn đi ra khỏi tẩm cung, hắn ngẩng đầu nhìn ra xa, khuôn mặt Phật hai hàng lông mày dựng thẳng kia, giống như treo ngay ở trên hoàng cung. Đôi mắt Phật không giận tự uy kia, như là đang nhìn chằm chằm Nguyên Cảnh Đế. Trong hoàng cung, cấm quân thị vệ cầm thương, như đối mặt đại địch, chưa một ai quỳ, càng chưa toát ra vẻ mặt sợ hãi. Toàn bộ hoàng cung như ngăn cách uy nghiêm của pháp tướng. Hừ, Nguyên Cảnh Đế hừ lạnh một tiếng, xoay người trở về tẩm cung. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 553, Kim Cương Nộ Mục Pháp Tướng 2. Kinh thành mấy trăm vạn dân cư, võ giả vô số kể, bao gồm nhân sĩ giang hồ gần đây ùa vào kinh thành, ở đêm nay, ai cũng nơm nớp lo sợ, như tới ngày tận thế.
trong lòng sinh ra sự sợ hãi cùng khủng hoảng thật lớn. Đồng thời, trong lòng không tự giác nghĩ, đây là kinh thành, là thành thị trung tâm Đại Phụng, chẳng lẽ không ai có thể ngăn lại Phật Môn Dương Oai? Trước có tiểu hòa thượng đánh lôi đài 4 ngày, không một lần thua, tối nay lại có pháp tướng hàng lâm, chấn động toàn bộ kinh thành, ở cao hướng xuống chất vấn giám chính. Giám chính là thủ hộ thần của Đại Phụng, nhất phẩm cao thủ duy nhất. Đây là mang thể diện triều đình đặt chỗ nào, mang thể diện giám chính đặt chỗ nào, mang thể diện mấy trăm vạn người kinh thành đặt chỗ nào. Vô số người đều đang khát vọng giám chính ra tay. Tăng Bạc, trong Vĩnh Trấn Sơn Hà miếu mới xây, thanh bội kiếm đó của khai quốc hoàng đế, kiếm đồng thao, run lên ong ong, tựa như đang chờ đợi chủ nhân triệu hồi. Ở trong vô số người tha thiết chờ đợi, một tiếng kêu réo rắt vang lên, ồn ào. Thanh âm dễ nghe, có khuynh hướng cảm xúc trong trẻo. Lạc Ngọc Hành đầu đội mũ hoa sen, thân khoác áo thái cực, mi tâm một điểm chu sa đi ra khỏi tĩnh thất, mái tóc bay múa ở trong gió. Nàng ngẩng đầu nhìn mặt Phật, vươn cánh tay phải trắng nõn, năm ngón tay chợt nắm chặt, trong nước ao, một thanh kiếm sắt loang lổ vết rỉ phá nước mà ra, rơi ở lòng bàn tay nàng. Lạc Ngọc Hành nhẹ nhàng ném ra kiếm sắt trong tay, đi, kiếm khí như cầu vồng, lao thẳng lên trời. Lúc đầu, nó tựa như một ánh lửa nhỏ bé, tựa như vẫn thạch nghịch thiên mà lên. Không bao lâu, mũi kiếm chống lên một cái lồng khí hình cung đường kính 100 mét. Đó là lực cản không khí hình thành sóng khí. Qua một lát nữa, ánh sáng màu lửa đỏ chiếu sáng bầu trời màu vàng, cùng pháp tướng màu vàng hòa lẫn, sợi dây nhỏ ban đầu đã lớn mạnh khó có thể tưởng tượng. Tựa như một thác nước màu đỏ, kim thân pháp tướng hừ lạnh một tiếng, trong mây đen cuồn cuộn thò ra hai bàn tay khổng lồ chống trời, muốn mang kiếm quang bắt lấy. Hai bàn tay khổng lồ màu vàng khép lại, vừa vặn mang kiếm quang lấp lánh như tinh hà kẹp ở lòng bàn tay. Ngay sau đó, tiếng sét nổ vang ở trên không kinh thành, hai tay pháp tướng sụp đổ từng tấc một thành ánh sáng vàng. Tiếp theo là mặt Phật tan vỡ, kiếm quang màu đỏ xen lẫn ánh vàng, giao dung thành bảy màu rực rỡ, nhảy múa ở trong trời đêm. Cảnh tượng rực rỡ này, đối với dân chúng kinh thành mà nói, chỉ sợ là cả đời cũng chưa từng gặp. Bốp! Hứa Bình Chí vừa gian nan đứng dậy lại quỳ xuống. Hứa Thất An và Hứa Tân Niên lần nữa quay mặt qua chỗ khác, không đi nhìn một màn mất mặt của phụ thân. Vừa rồi ra tay là Lạc Ngọc Hành, không hổ là nhị phẩm đạo thủ, một kiếm này nếu hướng về phía ta như thế. Tâm tình Hứa Thất An giờ phút này có chút phức tạp. Hắn cùng Lạc Ngọc Hành từng có tiếp xúc vài lần, tuy biết đối phương là đạo môn nhị phẩm, nhưng thiếu nhận thức rõ ràng đối với thực lực của nàng. Thẳng đến giờ phút này, Hứa Thất An mới rõ ràng ý thức được đạo môn nhị phẩm mạnh bao nhiêu. Nếu ta ngay từ đầu đã biết nữ nhân này hung dữ như vậy, ta trước kia khẳng định không dám nhìn chằm chằm bộ ngực nàng. Hứa Thất An lưng phát lạnh, cảm giác mình từng nhảy qua nhảy lại ở bên bờ vực tìm cái chết. Nửa nén hương sau, bầu trời khôi phục yên tĩnh, ánh sáng đỏ cùng ánh sáng vàng hủy diệt, mây đen tiêu tán, một vầng trăng treo ở chân trời. Giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra, ba người của Hứa gia như chút được gánh nặng, Hứa Thất An ngồi ở trên cửa, Hứa Từ Cựu ngồi ở trên lan. Can hành lang, Hứa Bình Chí chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói, tuổi trẻ đúng là tốt, xương khớp còn cứng, không giống ta, bất ngờ không kịp đề phòng, đứng cũng đứng không vững. Nhưng cha năm đó cũng là hảo hán thích cốt bong bong, trong thiên quân vạn mã xung phong liều chết qua lại, lông mày cũng không nhăn một lần. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, hừ lạnh nói, lần này ta đã có phòng bị, nếu lặp lại một lần, tuyệt đối sẽ không thất thố. Tiếng nói vừa dứt, trong trời đêm bỗng nhiên vang lên phạm sướng, mây đen yên bình lại quay cuồng hẳn lên. Sâu trong tầng mây, một mảng ánh sáng vàng sáng lên, theo phạm sướng, mây đen cuồn cuộn, lại một pháp tướng xuất hiện. Không giống một pháp tướng trước, pháp tướng này càng thêm sinh động, càng thêm chân thực, mặt Phật cũng càng thêm hung ác. Đương nhiên, khí thế cũng hoàn toàn khác, hơn xa lúc trước mấy lần. Bốp! Hứa Bình Chí thích cốt bong bong lại quỳ. Nhưng một lần này, Hứa Tân Niên cùng Hứa Thất An đều chưa cười nhạo hắn, Hứa Tân Niên trực tiếp sụi lơ xuống đất, cả người mồ hôi đầm đìa. Hứa Thất An thì nửa quỳ, hai tay chống mặt đất. Hắn ở trong đầu quan tưởng người khổng lồ đội trời đạp đất kia, trong lòng tràn đầy phát ra khí thế đấu thiên đấu địa, sau đó từng chút một thẳng sống lưng lên, chống đao mà đứng. Độ ách đây là nhất định muốn đấu pháp với giám chính sao? Trong lòng Hứa Thất An trầm xuống, kinh thành mấy trăm vạn dân cư, không chịu nổi dày vò như vậy. Dầm, lúc này, tiếng đẩy cửa truyền đến.
Hứa Linh Âm dụi mắt, chống cửa phòng bước ra khỏi bậc cửa. Cha, bên ngoài ồn ào quá. Mau về phòng, mau về phòng. Hứa Bình Chí hô to. Hứa Linh Âm ngẩng khuôn mặt nhỏ, đầu ngón tay mập mạp chỉ bầu trời, trên trời có thần tiên. Nó xem như si như say, không chịu uy áp pháp tướng ảnh hưởng chút nào. Kim Cương Nộ Mục pháp tướng, Lạc Ngọc Hành bĩu môi, xoay người về tĩnh thất, không quan tâm nữa. Phật môn chín đại pháp tướng, một trong số đó là Kim Cương Nộ Mục, đây là thứ nhất phẩm Bồ Tát mới có thể thi triển. Giao cho giám chính, không can hệ với nàng. Giờ này khắc này, Quan Tinh Lâu, Đài Bát Quái. Lão giám chính áo trắng đầu bạc râu bạc đứng ở mép Đài Bát Quái, khoanh tay đứng, gió đêm thổi bay bộ râu lão. Năm đó ước định là chuyện của các ngươi cùng hoàng thất, có quan hệ gì với ta đâu? Giám chính tức giận nói. Pháp tướng lớn đến mức vô biên vô hạn kia mở miệng, sóng âm cuồn cuộn, lại chỉ có một mình giám chính có thể nghe thấy. Năm đó nếu không có Phật môn ta ra tay, ngươi có thể bước vào nhất phẩm. Mà nay thần thù xuất thế, ngươi nếu không cho Phật môn một câu trả lời, ngày khác ta tự mình đến kinh. Ngươi dám đến kinh, lão phu sẽ đưa ngươi đi luân hồi. Giám chính cười lạnh một tiếng, sau đó hỏi, Phật môn các ngươi muốn như thế nào? Là ngươi muốn như thế nào, ngươi nên biết, thần thù một khi tụ lại thân thể, sẽ mang đến tai nạn lớn bao nhiêu đối với Phật môn ta. Kim Cương pháp tướng giống giận. Vậy ngươi lại biết hay không, thần thù nếu là tiếp tục phong ấn ở Tăng Bạc, lại sẽ mang đến tai nạn lớn bao nhiêu đối với đại phụng ta? Giám chính hỏi ngược lại. Kim Cương pháp tướng nói, Ti Thiên giám các ngươi tự mình chọc ra tai họa, để Phật môn ta gánh thay. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 554, giao dịch 500 năm trước một. Việc đã đến nước này, nói những thứ vô dụng này làm gì, pháp tướng này của ngươi chỉ có thể duy trì nửa khắc đồng hồ, có chuyện mau nói xong, đừng quấy nhiễu dân chúng kinh thành ngủ. Giám chính không kiên nhẫn nói, hai việc, một, truy tra tung tích Dư Nghiệt Vạn Yêu Quốc, tìm về cái tay cụt của thần thủ. Hai, Phật môn muốn mượn thiên cơ bản của ngươi 3 năm. Có bản lãnh thì tới lấy. Giám chính thản nhiên nói. Được, Kim Cương pháp tướng tiêu tán. Ồ, lần này không động thủ. Hứa Thất An, nhìn bầu trời, Kim Cương pháp tướng khí thế tựa như thần ma kia đã tiêu tán, cũng không giao thủ kinh thiên động địa như lúc trước. Chỉ ngưng tụ ở bầu trời một lúc lâu, liền tiêu tán. Hứa Bình Chí cùng Hứa Nhị Lang chậm rãi phun ra một hơi, cả người như hư thoát. Linh Âm, đừng đứng ngây ra nữa, mau tới đây đỡ cha muội cùng nhị ca muội trở về phòng. Hứa Thất An hô, đi đi đi. Hứa Bình Chí gắt đứa cháu một trận, mắng, lại đây cho lão tử, nuôi ngươi 20 năm có ích gì. Hứa Thất An vội vàng đi qua đỡ. Đưa nhị thúc cùng nhị lang về phòng, Hứa Thất An ở trong đầu câu thông thần thù hòa thượng, đại sư, đại sư. Tình huống vừa rồi ngươi nhìn thấy chưa? Chuyện gì? Bên tai vang lên thanh âm mờ mịt của thần thù, Hứa Thất An thấy sương mù nồng đậm, tụ tán hợp ly. Hắn xuyên qua sương mù lơ lửng, thấy một chùa miếu cũ nát, thần thù hòa thượng tuấn tú ngồi xếp bằng ở cửa. Đại sư, cũng không có việc gì. Chính là vừa mới thấy được tình trạng lớn, muốn đến hóng hớt với ngươi. Hứa Thất An thành khẩn nói, trước mặt cao thủ Phật môn, đừng ở trong lòng kêu tên của ta. Thần thù nói cho biết, hiểu rồi đại sư, ta sẽ không cản trở. Hứa Thất An mang cảnh tượng vừa rồi xảy ra ở bầu trời đêm kinh thành thuật lại một lần, cảm khái nói, thuật che chắn thiên cơ của giám chính, thật đúng là lợi hại. Đã là nhất phẩm, tự nhiên là lợi hại. Thần thù hòa thượng ôn hòa nói, nhưng có thể là bởi ta ký ức không trọn vẹn, ta không nhớ rõ tin tức về thuật sĩ. Ặc, 100 năm sau khi thần thù hòa thượng bị phong ấn, hệ thống thuật sĩ mới xuất hiện nhỉ? Hắn không biết hệ thống thuật sĩ cũng bình thường. Hứa Thất An nói, đại sư, ta mấy ngày trước từng thử hòa thượng đến từ Tây Vực, đối với thân phận của ngài đã có một chút hiểu biết. Gương mặt ôn nhuận của thần thù hòa thượng lộ ra vẻ mặt trịnh trọng, tập trung nhìn chằm chằm hắn, có kết quả gì? Hứa Thất An trả lời, tăng nhân Phật môn nói, ngài là phản đồ Phật môn, bởi vì không giết nổi ngài, cho nên mới mang ngài phong ấn. Phản đồ Phật môn. Thần thù hòa thượng lẩm bẩm, vẻ mặt dần dần có biến hóa, ở sâu trong ánh mắt hiện lên bi thương cùng phẫn nộ. Sương mù màng thế giới bí ẩn này theo đó run rẩy, sương mù tựa như con sông chạy trồm. Ngươi làm tốt lắm, ta đã nhớ ra một ít chuyện cũ.
Hồi lâu, Thần Thù Hòa Thượng bình phục cảm xúc gật đầu nói, chuyện cũ gì vậy, đại lão, có thể chia sẻ với ta một chút không? Hứa Thất An thầm nhủ. Ý niệm vừa hiện lên, sương mù trước mắt khép lại, che chùa miếu cũ nát cùng với Thần Thù Hòa Thượng, tiếp đó toàn bộ thế giới bắt đầu phai nhạt. Cảnh vật biến hóa, bố trí trong phòng chiếu vào mi mắt, hắn từ trong thế giới thần bí của Thần Thù Hòa Thượng đi ra. Bà dì kia có sâu xa với ta, quay đầu ta hỏi một chút Kim Liên đạo trưởng, rốt cuộc là sâu xa thế nào? Bằng không luôn cảm thấy như nghẹn ở cổ, khó chịu. Sứ đoàn Phật môn không biết khi nào đi, khoảng thời gian này ta cố gắng hạ mình làm người, độ ách đại mạnh hơn sư so với ta tưởng tượng nha. Ta bây giờ tinh thần lực đạt tới một đỉnh phong, sắp xỉ có thể thử đột phá, nhưng kiến thức được diệu dụng của Phật môn Kim Cương Thần Công, ta đối với đồng bì thiết cốt của võ phu có chút chướng mắt. Thần Thù đại sư ký ức không trọn vẹn, không có môn công phu này, Hằng Viễn là con mẹ kế, không học được loại tuyệt học thâm ảo này, khó rồi. Hắn nằm ở trên giường, suy nghĩ miên man, đột nhiên, cảm giác tim đập nhanh quen thuộc ập tới. Hứa Thất An vừa đưa tay từ dưới gối đầu rút ra mảnh vỡ địa thư, vừa đứng dậy châm ngọn đèn, ngồi ở bên cạnh bàn, xem xét truyền thư. 1. Đạo trưởng, lãnh tụ sứ đoàn Tây Vực, độ ách đại sư là mấy phẩm? Hiếm khi, số 1 cuồng ma đọc ké thế mà lại chủ động gửi đến truyền thư. 9. Độ ách là nhị phẩm La Hán, sát tặc, quả vị. Nhị phẩm La Hán, như thế phụ họa phán đoán của ta. Nhưng sát tặc quả vị là cái gì? Hứa Thất An hơi nhớ lại, xác nhận trong kho công văn của nha môn Đả Canh Nhân không có ghi lại quả vị. 4. Cái gọi là quả vị là cách nói của Phật môn. La Hán có 3 quả vị lớn, phân biệt là sát tặc, bất hoàn, A-la-hán. Trong đó quả vị A-la-hán cao nhất, sát tặc cùng bất hoàn ngang hàng. Thì ra là thế, tuy nghe không hiểu nhưng cảm giác rất lợi hại. Hứa Thất An chậm rãi gật đầu. Sau khi giải thích, số 4 lại nói, nhưng ta cảm giác tối nay xuất hiện pháp tướng thứ 2, mạnh có chút thái quá. Pháp tướng đầu tiên là sát tặc quả vị ngưng tụ, là lực lượng của bản thân độ ách đại sư. Pháp tướng thứ 2 khí tức càng thêm to lớn, càng thêm dày nặng. 9. Đó là kim cương nộ mục pháp tướng, một trong 9 đại pháp tướng của Phật môn. 4. Khó trách, thì ra là Bồ Tát ra tay. Bồ Tát, nhất phẩm Bồ Tát. Hứa Thất An à một tiếng, hắn theo bản năng nhìn quanh, lưng sinh ra cảm giác mát lạnh, có loại sợ hãi trộm vặt nghe thấy tiếng còi cảnh sát. Nếu đến kinh thành là nhất phẩm, Hứa Thất An cảm thấy mình lại sắp treo rồi. Ổn định, mỗi một hệ thống đều có chỗ đặc thù của nó, che chắn thiên cơ là trò hay thuật sĩ sở trường, phải tin tưởng thực lực của giám chính. Hắn chỉ có thể an ủi chính mình như vậy. Lúc này, Lý Diệu Chân sủi bọt, truyền thư nói, các ngươi đang nói cái gì? Cái gì gọi là tối nay xuất hiện pháp tướng? Số 1 xưa nay không hợp với số 2, số 4 bởi vì thiên nhân chi tranh, tị hiềm với nàng, Kim Liên đạo trưởng tạm thời không sủi bọt, tẻ ngắt chốc lát. Cuối cùng là số 6 Hằng Viễn truyền thư giải thích, sứ đoàn Phật môn vào kinh, gây ra chút động tĩnh, tối nay trên không kinh thành có pháp tướng hiện thế. Vài giây sau, Lý Diệu Chân truyền thư lần nữa, vì vụ án Tăng Bạc mà đến. Vật phong ấn dưới Tăng Bạc, đề cập đến Phật môn, chuyện này số 3 từng công bố ở bên trong thiên địa hội. Nghĩ đến Hứa Thất An đã ngã xuống, trong lòng nàng nhất thời có chút buồn bã. 6. Đúng vậy. Lý Diệu Chân cảm khái truyền thư, Phật môn quả thật cường đại, không hổ là Cửu Châu đệ nhất đại giáo. Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 555, giao dịch 500 năm trước 2. Phật môn là thế lực lớn số 1 Cửu Châu sao? Một điểm này ta trước kia chưa từng nghĩ, ngày mai đi nha môn tra tư liệu một chút. 4. Lý Diệu Chân, ngươi vì sao còn chưa đến kinh thành? 2. A, cho ngươi sống thêm vài ngày chẳng lẽ không tốt? Này này, cô nương, nói chuyện đừng bốc đồng như vậy, phải lấy đức phục người nha. Hứa Thất An lải nhải trong lòng. 2. Ta lựa chọn đi đường bộ đến kinh thành, ven đường vừa lúc có thể trừ gian diệt ác, giết mấy tên tham quan cùng hào cường. Diễn đàn địa thư một lúc lâu không có ai nói chuyện, Kim Liên đạo trưởng sủi bọt, đúng rồi, số 5 gần đây như thế nào? Số 5 chưa đáp lại. 2. Đạo trưởng, ngươi lén truyền thư hỏi một chút đi, ta cảm thấy nha đầu này lại xảy ra chuyện rồi. Kim Liên đạo trưởng bất đắc dĩ nói, được rồi.
Tình huống của số 5, đại khái có thể viết một quyển số 5 lưu lạc ký, số 5 mạo hiểm kỳ diệu. Nghĩ đến đây, khóe miệng Hứa Thất An hơi cong lên. Ngủ một giấc tới tận lúc trời sáng, Hứa Thất An cưỡi lên con ngựa cái nhỏ, tới nha môn đả canh nhân. Hắn đi thẳng tới công văn, tới kho công văn Nhãn Bính, dặn dò lại viên quản lý kho công văn, lấy tất cả công văn tương quan với Phật môn, thuận tiện cho một ly trà. Hắn nói, tư liệu tương quan Phật môn phong phú, xếp ở trên bàn so với người ta còn cao hơn. Hứa Thất An sau khi sàng chọn, bài trừ một ít kỳ nhân dị sự, cùng với truyền thuyết, trọng điểm chú ý Cửu Châu, địa lý chí cùng Tây vực địa lý chí các bộ sách tương quan địa vực. Đại khái một canh giờ sau, hắn có thu hoạch mình muốn. Quả nhiên, luận diện tích Phật môn ở Cửu Châu xếp số 1, toàn bộ Tây vực Phật quốc khắp nơi, mà ranh giới Tây vực là gấp 2 Đại Phụng, gấp 3 phương Bắc, 3 tới 5 lần Đông Bắc. Đương nhiên, Tây vực hoang vắng, không phải chỗ màu mỡ. Sau đó, nếu cộng thêm lãnh thổ thập vạn đại sơn Nam Cương, cũng chính là ranh giới vạn yêu quốc ban đầu, giang sơn Phật môn liền quá khủng bố rồi. Tiếp theo, hắn bảo lại viên dâng lên giấy và bút mực, ở trên một tờ giấy tuyên thành bắt đầu viết xuống tăng bạc, quốc giáo, diệt Phật các nhãn. Hắn nhớ tới Kim Liên đạo trưởng từng nói với hắn một đoạn lịch sử về vị khai quốc hoàng đế kia. Năm đó vì lật đổ vương triều Trung Nguyên mục nát, khai quốc hoàng đế của Đại Phụng từng hướng Đông Bắc Vu Thần giáo mượn binh, trả giá là tôn Vu Thần giáo làm quốc giáo. Căn cứ trong Tây vực địa lý chí ghi lại, Phật môn cũng là quốc giáo. Lấy tin tức ta cùng Hoài Khánh công chúa điều tra ra phán đoán, 400 năm trước, Phật môn ở Trung Nguyên mọc lên như nấm, rõ ràng cũng là xu thế muốn thành quốc giáo. Chỉ là năm đó Nho gia đang ở giai đoạn đỉnh phong thông cảm, ta nói thẳng, các vị đang ngồi đều là rác rưởi. Trực tiếp thúc đẩy diệt Phật, Phật môn thế mà lại chưa có phản ứng quá khích, rời khỏi Trung Nguyên. Ta nơi này có hai phán đoán, một, Nho gia năm đó quả thật cường đại đến mức coi trời bằng vung. Hai, Phật môn không dám trực tiếp trở mặt với Đại Phụng, bởi vì còn cần dựa vào Đại Phụng phong ấn thần thủ. Nếu Nho gia còn chưa suy yếu, lấy sự cường đại của Nho gia cùng Ti Thiên giám, quốc lực Đại Phụng không thể nghi ngờ là đứng đầu Cửu Châu. Hứa Thất An lấy khí cơ nghiền nát tờ giấy, rời khỏi kho công văn, quay đầu vào Ti Thiên giám. Sau khi được thông truyền, hắn đi lên tầng 7, trong phòng trà không, thấy Ngụy Uyên, hắn theo thói quen nhìn về phía đài quan sát, quả nhiên thấy Ngụy Uyên. Đại hoạn quan hai bên tóc mai hoa râm tóc tai bù xù, mặc một cái áo bào xanh, nằm ở trên ghế dựa nghỉ ngơi, nhàn nhã phơi nắng. Tối hôm qua có quỷ hay không? Đại hoạn quan cười nói. Chân cũng chưa run rẩy một lần. Hứa Thất An khinh thường nói. Lại đây xoa bóp đầu. Ngụy Uyên vẫy tay. Hứa Thất An nhìn trước một chút, xác nhận Nam Cung Thiến Nhu không có mặt, yên tâm tiến lên, tựa như thợ cắt tóc nhập vào, massage huyệt vị đầu cho Ngụy Uyên. Vật tăng bạc phong ấn thoát vây, nói như thế nào cũng là Đại Phụng thất trách, cao tăng Phật môn nổi nóng chút mà thôi, không cần để ý. Ngụy Uyên an ủi. Hắn cho rằng ta là lo lắng chuyện ngày hôm qua mà đến. Ngụy công à, ngươi cho rằng ta ở tầng thứ nhất, thật ra ta ở tầng thứ 18. Ta chẳng những biết ngày hôm qua có Bồ Tát ra tay, ta còn biết tung tích thần thủ hòa thượng. Hứa Thất An dứt khoát lưu loát hỏi, Đại Phụng vì sao phải giúp Phật môn phong ấn tà vật? Cho đến ngày nay, hắn đã là tâm phúc của Ngụy Uyên, rất nhiều bí mật không thể truyền ra ngoài, có thể thoải mái mà nói. Ngươi có phải tra ra cái gì hay không? Ngụy Uyên hơi sửng sốt. Lúc trước tra vụ án Tăng Bạc, ta ngẫu nhiên phát hiện một đoạn lịch sử, 500 năm trước, thái tử ở Tăng Bạc du ngoạn, vô ý rơi xuống nước, sau đó mắc bệnh tâm lý, không lâu sau thì mất. 500 năm trước, Võ Tông Hoàng đế đoạt vị. 500 năm trước, Tây vực Phật môn bỗng nhiên truyền giáo ở Trung Nguyên, trong 100 năm, chùa chiền mọc lên như nấm, thẳng đến 100 năm sau Nho gia thúc đẩy diệt Phật. Trận pháp dưới Tăng Bạc khắc Phật văn, ta căn cứ dấu vết để lại phỏng đoán, tà vật kia cũng là phong ấn 500 năm trước nhỉ. Ngụy Uyên trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi gật đầu, không sai, vật phong ấn dưới Tăng Bạc, bắt nguồn từ một vụ giao dịch của Phật môn cùng Võ Tông Hoàng đế. Năm đó Võ Tông Hoàng đế văn thao vũ lược, dưới trướng tinh binh lương tướng vô số, nhưng muốn đoạt vị xưng đế, có một trở ngại là hắn vĩnh viễn cũng không tránh được. Mà cái trở ngại kia, thậm chí có thể khiến hùng đồ bá nghiệp của hắn tan thành mây khói. Trong đầu Hứa Thất An hiện lên một nhân vật, giám chính đời đầu. Giám chính đời đầu của Ti Thiên giám, nhất phẩm cao thủ của hệ thống thuật sĩ. Có giám chính, chỉ cần Đại Phụng quốc tổ chưa tuyệt,
như vậy ai cũng không dao động được đế vị. Đối mặt một trở ngại cường đại vô cùng, lại không thể tránh như vậy, Võ Tông Hoàng đế lựa chọn hợp tác cùng Tây Vực Phật Môn. Một lần đó là mở đầu cho Tây Vực Phật Môn kết minh cùng Đại Phụng. Phật Môn giúp Võ Tông Hoàng đế giết chết giám chính đời đầu, Võ Tông Hoàng đế thì phải đồng ý Phật Môn truyền giáo ở Trung Nguyên, cùng với thay Phật Môn phong ấn tà vật. Giám chính lão thất phu đó ngồi xem tăng bạc bị nổ, thờ ơ lạnh nhạt, đã xem như bội ước. Ôi địch! Thì ra là có chuyện như vậy, ta đã nói mà, Võ Tông Hoàng đế đoạt vị thành công, vậy giám chính đời đầu đi làm gì? Trong đoạt vị năm đó, có Phật Môn tham dự, Phật Môn là có Phật Đà vị tồn tại vượt qua phẩm cấp này, xử lý một vị giám chính thuật sĩ đỉnh phong, vậy thì hợp tình hợp lý. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 556, Mượn Người Một. Chờ chút, lão giám chính đương đại ở bên trong lại sắm vai nhân vật gì? Nghĩ đến đây, Hứa Thất An hơi phát run, có chút hối hận tới hỏi Ngụy Uyên. Giám chính, hắn vì sao phải ngồi xem tà vật thoát vây? Do dự thật lâu, Hứa Thất An vẫn hỏi ra nghi hoặc này. Vì vấn đề này, khả năng rất lớn đề cập đến mình. Giám chính biết mưu tính của Dư Nghiệt Vạn yêu quốc, cố tình lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Giám chính biết Dư Nghiệt Vạn yêu quốc mang cái tay cụt của thần thù hòa thượng ký túc ở trên người mình, cố tình lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Giám chính thậm chí còn âm thầm giúp hắn. Giám chính rốt cuộc có mục đích gì? Lão đang mưu tính cái gì? Lão không sợ Phật Đà vung đại Phật căn tìm tới cửa điên cuồng tấn công sao? Ngụy Uyên cười ha ha, ai biết được. Hắn nheo mắt, hưởng thụ ngân la tâm phúc hầu hạ, nói, hôm nay buổi chầu sớm, Độ Ách đại sư lên điện, hắn đề xuất muốn luận đạo đấu pháp cùng giám chính, tiền đặt cược là thiên cơ bản cùng kim cương kinh. Hy vọng bệ hạ đồng ý. Bệ hạ phái người hỏi Ti Thiên Giám, giám chính đồng ý. Sau buổi trưa sẽ phát hoàng bảng nói cho toàn kinh thành, có náo nhiệt để xem rồi. Không biết vì sao, trong lòng Hứa Thất An bỗng nhiên trầm xuống, có loại cảm giác lưng phát lạnh, thật cẩn thận hỏi, đấu như thế nào? Ngụy Uyên lắc đầu, hôm nay là biết. Phật Môn cường đại như vậy, vì sao còn phải mang phản đồ nhà mình phong ấn ở Đại Phụng? Hoặc là tăng bạc của Đại Phụng có chỗ đặc thù, hoặc là vấn đề đến từ bản thân thần thù. Hứa Thất An hơi do dự, vẫn nhịn không được mang nghi hoặc này hỏi ra. Bổn tọa chỉ là người thường, không biết những tin nội bộ này. Ngụy Uyên lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết. Hứa Ninh Yến, ngươi năm nay 20 rồi nhỉ? Ngụy Uyên đột nhiên hỏi. Đúng vậy Ngụy Công. Hứa Thất An sửng sốt, thầm nhủ lời mở màn này vì sao có cảm giác đê gia vũ nồng đậm. Quả nhiên, liền nghe Ngụy Uyên sau đó nói, cũng đến tuổi nên lập gia đình rồi. Phàm nhân thế giới này tuổi thọ phổ biến hơi cao, nếu không chịu thiên tai nhân họa, sống qua 60 tuổi không hề áp lực, 70-80 tuổi cũng là thường có. Cho nên biên độ tuổi kết hôn rất lớn, có một số nữ tử 14 tuổi đã lập gia đình, ngực chưa tấn công mông chưa phòng thủ, nhất châm kiến huyết đáng cười đáng cười. Có một số nữ tử hơn 20 còn khuê nữ, vườn hồng đã mở nhưng chưa ai. Vào, người ngọc nơi nào dạy thổi tiêu, đáng thương đáng thương. Bên cạnh Hứa Thất An đã có ví dụ như vậy, Thẩm Thẩm 16 tuổi gả cho Nhị Thúc, cùng với Hoài Khánh 25 tuổi còn rốt đặc cán mai. Nói vấn đề tuổi thọ, Hứa Thất An khó tránh khỏi sinh lòng nghi hoặc, Nho Gia Thánh Nhân 82 tuổi đã buông tay nhân gian, không khỏi có chút không hợp với lẽ thường. Nhưng Ngụy Uyên là tay trói gà không chặt, nói kháy Ngụy Uyên là thái giám, thảo luận với hắn tri thức cao cấp như vậy, cảm giác không có ý tứ gì, càng không cần thiết. Hứa Thất An thử nói, Ngụy Công là, có ý tứ gì? Hữu Đốc Sát Ngự Sử có một cháu gái, vừa lúc cũng đến tuổi lấy chồng, bộ dáng rất thanh tú. Ngụy Uyên nói, rất thanh tú, chỉ sợ không xứng với ti chức. Hứa Thất An lắc đầu. Tứ tiểu thư nhà Uy Hải Bá, năm nay 17, Uy Hải Bá muốn tìm cho hắn một vị hôn phu, ngươi là tử tước, thật ra cũng xứng. Ngụy Uyên nói, không phải ti chức khoác lác, tiểu thư nhà bá tước, không xứng với ta. Hứa Thất An vẫn lắc đầu, cháu gái Thủy Vận Tổng đốc thế nào? Bổn tọa vừa lúc thiếu bạc, ngươi nếu có thể kết thành quan hệ thông gia với hắn, cũng coi như giải khẩn cấp cho ta. Ngụy Uyên nhìn hắn, không phải, ta tuy trêu chọc mình là hoạn nhị đại, nhưng ngươi lại không phải cha ta, mong muốn đám cưới chính trị cũng quá rõ ràng rồi. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, nói, xinh đẹp không?
tự nhiên là Thanh Tú dễ mến. Ngụy Uyên nói. Nghe được bốn chữ Thanh Tú dễ mến, Hứa Thất An trực tiếp loại luôn, lắc đầu, thực không dám giấu, ti chức bây giờ tồn không ít bạc. Tính mang các hoa khôi giáo phường ti chuộc thân hết, vợ cả nếu chỉ là bộ dáng Thanh Tú, chỉ sợ chấn không được đám tiện nhân yêu diễm kia. Ngụy Uyên nhíu nhíu mày, ngươi muốn nữ tử thế nào làm vợ, hoặc là đã có người trong lòng. Người trong lòng, vậy thì nhiều lắm. Hứa Thất An trầm ngâm nói, đầu tiên nhất định phải đẹp như tiên trên trời, tiếp theo phải thân, phận tôn quý, cuối cùng phải có tài hoa tương đương, là vợ hiền trên lên được sảnh đường dưới xuống được phòng bếp. Ngụy Uyên cười cười, vậy chẳng bằng bổn tọa thay ngươi hướng bệ hạ cầu thân, cưới một công chúa trở về. Hứa Thất An lập tức có chút kích động, Ngụy công, thật sao? Ngụy Uyên gật đầu, chỉ cửa. Ngụy công có gì dặn dò? Cút ra ngoài. Bị Ngụy Uyên đuổi khỏi Hạo Khí lâu, Hứa Thất An chưa về Nhất Đao đường của mình, đi vòng Xuân Phong đường vừa mới xây xong. Lý Ngọc Xuân đang muốn dẫn theo Tống Đình Phong, Chu Quảng Hiếu bọn mấy đồng la đi tuần phố. Đêm qua cao tăng Phật môn gây ra động tĩnh lớn như vậy, dân chúng trong thành sáng nay nhao nhao nghị luận. Một bộ phận người kinh ngạc than thở cao tăng Phật môn cường đại, một bộ phận người thì tỏ vẻ Phật môn khinh người quá đáng, hy vọng triều đình xua quân thảo phạt. Từ vương công quý tộc đến người buôn bán nhỏ, sáng nay thảo luận tất cả đều là đề tài này. Cũng chỉ thời đại này không có mạng, nếu không ngàn ngàn vạn con dân đại phụng phải hô lớn một tiếng, kiện lai, thuật ngữ trên mạng dùng để nói vui về việc múa phím. Ở trên bàn phím đại chiến 300 hiệp với Tây vực Phật môn. Vì phòng ngừa nhân sĩ giang hồ nhân cơ hội quấy rối hoặc là phát tán lời đồn, nha môn tăng mạnh nhiệm vụ tuần tra. Nhất khố nhất khố. Hứa Thất An lập tức ngăn lại đám người Lý Ngọc Xuân, về Nhất Đao đường gọi đồng la cấp dưới của mình, mười mấy người cất bước chân lục thân bất nhận, kết bạn tuần phố. Tuần nửa canh giờ, đi ngang qua một nhà câu lan, Hứa Thất An nói, đầu nhi, ngươi mang theo người của ta, qua bên kia tuần tra. Ta mang theo Đình Phong và Quảng Hiếu, đi bên này. Lý Ngọc Xuân hỏi ngược lại, vì sao phải an bài hỗn loạn như thế? Ngươi mang theo người của ngươi, ta mang theo người của ta, không cần trộn lẫn như vậy. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, nói, vậy đầu nhi, ngươi mang theo đồng la tuần phố, ta mang theo huynh đệ đi bên kia. Như vậy thì không hỗn loạn nữa. Lý Ngọc Xuân nghĩ chút, quả nhiên dễ chịu hơn nhiều, gật đầu nói, đi thôi. Nhìn theo đám người Lý Ngọc Xuân đi xa, Hứa Thất An dẫn theo hai vị đồng nghiệp vào câu lan. Ngựa quen đường cũ đòi lấy nhã gian lầu 2, gọi mấy cô nương xinh đẹp bồi rượu, ba người vừa ăn nhậu vừa nghe khúc xem diễn, như lại về tới cuộc sống nhàn nhã ngày đó tuần phố. Ninh Yến, Tống Đình Phong bất đắc dĩ nói, ta vốn lãng tử quay đầu, ngại là bên người luôn có chút hồ bằng cầu hữu. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại Thư viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 557, Mượn Người Hai. Được rồi, chúng ta đều biết ngươi vẫn là thiếu niên trước kia. Hứa Thất An lười nói nhảm hắn, bừng bừng hứng thú ngay khúc, há mồm, để cô nương Thanh Tú bên người nhét một củ lạc vào. Tục ngữ nói, chăm chỉ là nhất thời, lười biếng vĩnh hằng. Lúc ở Vân Châu diệt phỉ, bị ép bởi hoàn cảnh áp lực, Tống Đình Phong tu hành chăm chỉ, không bỏ ngày nào. Nhưng một khi trở lại kinh thành ngợp trong vàng son, tính trơ cùng thiên tính ham hưởng lạc của con người sẽ bị kích phát. Nhưng, so sánh với trước kia, Tống Đình Phong hôm nay lại là trầm ổn kiên nghị hơn rất nhiều, tu hành cũng so với trước kia càng thêm khắc khổ, tóm lại là chuyện tốt. Choang, sảnh lớn lầu một truyền đến tiếng đập chén, một vị hiệp khách uống say ném chén đứng dậy, vừa nấc rượu, vừa chỉ vào mọi người tức giận mắng. Sớm nghe nói kinh thành xa hoa lãng phí thành phong trào, từ quan to hiển quý cho tới người buôn bán nhỏ, ai cũng ham hưởng lạc, ban đầu ta còn không tin. Phe này vào kinh, chỉ thời gian 10 ngày, đập vào mắt đều là những hành vi cửa son rượu thịt thối. Nam Bắc hai thành đài hào hiệp, hòa thượng thối diễu võ dương oai, nhiều ngày trôi qua như vậy, thế mà lại không có cao thủ xuất chiến, thờ ơ lạnh nhạt. Đêm qua pháp tướng cao thủ Phật môn buông xuống, ở kinh thành đại phụng ta chất vấn giám chính ti thiên giám chúng ta, có nhịn quen cũng không nhịn nổi. Đồng bạn hắn liên tục bước lên kéo, bỏ lại mấy hạt bạc vụn, lôi lôi kéo kéo hắn ra khỏi câu lan. Hí khúc tiếp tục, nhưng đề tài các khách nhân bàn luận, từ đây biến thành sứ đoàn Phật môn. Phật môn này quả thật kiêu ngạo, đại phụng ta đã diệt Phật 400 năm, bọn họ thế mà lại dám ở trong thành giảng đạo,
Bắc Thành bên kia, không biết bao nhiêu hộ gia đình tin Phật giáo. Ta nghe nói có người còn táng ra bại sản hiến tài vật, tính xây chùa miếu cho cao tăng Phật môn. Triều đình cũng không quản chút, chẳng lẽ đại phụng ta còn sợ Phật môn hay sao? Nghĩ 20 năm trước, một trận chiến Sơn Hải Quan, đại phụng cường đại cỡ nào? Có thể là ngại mặt mũi Minh Hữu đi. Ai, dù sao mấy năm nay, triều đình càng ngày càng mục nát. Xuyệt, câu này đừng nói lung tung. Động tĩnh đêm qua tạm thời không nói, đó là thủ đoạn của thần tiên. Nhưng, tiểu hòa thượng kia Nam Thành ngồi ở lôi đài 5 ngày, chưa có một vị anh hùng hảo hán nào ra mặt sao? Đại phụng ta không có ai sao? Tống Đình Phong buông chén rượu, đẩy ra nữ tử rúc vào trong lòng, thấp giọng mắng, mất hứng. Chúng ta uống của chúng ta, đừng để ý những việc vớ vẩn, trời sập xuống cũng không cần chúng ta quan tâm. Hứa Thất An cười nói. Các đại sư thêm sức lực, khiến Nguyên Cảnh đế càng thêm mất mặt mới tốt, tốt nhất các sử quan ghi một bút. Năm Nguyên Cảnh thứ 37, sứ đoàn Tây Vực vào kinh, tiểu hòa thượng bày lôi đài 5 ngày, không một lần thua. Lão hòa thượng hóa ra pháp tướng, chất vấn triều đình. Hề hề, vậy lịch sử xấu hổ của Nguyên Cảnh đế lại nhiều thêm một nét bút. Lúc này, một vị bạch dịch của phủ nha dẫn theo đồng la từ bên đường chạy vội qua, vừa gõ chiêng, vừa hô lớn. Ti Thiên Giám muốn đấu pháp với cao tăng Phật môn, Ti Thiên Giám muốn đấu pháp với cao tăng Phật môn. Mọi người đi bảng bố cáo xem, hoàng bảng, mọi người đi bảng bố cáo xem hoàng bảng. Khi Hứa Thất An dẫn theo Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu tới bảng bố cáo cửa thành nội thành, quảng trường rộng rãi chật ních dân chúng cùng nhân sĩ giang hồ. Binh lính thủ thành cùng vài tên đả canh nhân phụ trách duy trì trật tự. Hứa Thất An tháo xuống bội đao, vung vỏ đao vỗ bộ phận nhân sĩ giang hồ tính cách nóng nảy, dùng sức xô đẩy, giúp đỡ duy trì trật tự, nhân tiện nghe dân chúng hàng phía trước đọc bảng cáo thị. Nội dung bảng cáo thị rất đơn giản, ý tứ đại thể là sứ đoàn Tây Vực đường xa mà đến, triều đình nhiệt liệt hoan nghênh, trải qua một phen bàn bạc hữu hảo. Cùng nhau chế định có thể liên tục phát triển, quan hệ hai nước sẽ trở nên càng thêm chặt chẽ, mọi người cùng nhau tiến bộ, chăm chỉ làm giàu. Sau đó, cao tăng Tây Vực đề xuất muốn đấu pháp với Ti Thiên Giám, tiến hành trao đổi kỹ thuật, Ti Thiên Giám vui vẻ đồng ý. Hai bên sẽ ở ngày mai, ở quảng trường lớn của Quan Tinh Lâu tổ chức sự kiện đấu pháp, đến lúc đó, dân chúng trong thành có thể tự đến vây xem. Không hổ là công văn nhà nước, lời nhảm cả đống lớn, đấu pháp như thế nào, vẫn là chưa nói. Nhưng, vì sao phải muốn hưng sư động chúng như vậy, là Độ Ách đại sư yêu cầu. Trong lúc tự hỏi, phát hiện Lý Ngọc Xuân cũng dẫn người tới đây, nghĩ hẳn là ngay tại phụ cận, nghe thấy bạch dịch của phủ nha tuyên truyền, liền tới nhìn một cái. Đầu nhi, Hứa Thất An qua đón. Lý Ngọc Xuân thấy trật tự được duy trì gọn gàng ngăn nắp, vui mừng nói, sau khi từ Vân Châu trở về, ba người các ngươi cuối cùng thoát khỏi sự lười nhác trước kia, trở nên càng thêm thành thục ổn trọng. Cái này nói rõ chúng ta trưởng thành rồi. Hứa Thất An cười hì hì đáp lại. Đến giữa trưa, mặt trời chói chang treo trên cao, quảng trường lớn bên ngoài Ti Thiên Giám dựng lên lều che nắng. Đây là cung cấp nơi nghỉ chân cho quan to quý tộc ở kinh thành. Hơn ngàn cấm quân vây quanh quảng trường, cấm hạng người không liên quan tới gần. Dân chúng cùng nhân sĩ giang hồ trong thành nếu muốn xem, chỉ có thể quan sát ở vòng ngoài. Sứ đoàn Tây Vực dùng xong bữa trưa, ở dưới Độ Ách đại sư dẫn dắt, từ dịch trạm Tam Dương ngoại thành, xuyên qua dòng người rộn ràng nhốn nháo, phố xá sầm uất, đi tới quảng trường lớn ngoài Quan Tinh Lâu. Trừ Thải Vi đứng ở mép đài bát quái, cúi đầu quan sát, một đội tăng nhân chậm rãi đến, trong bóng người nạp y màu xanh xen lẫn bóng người vài vị quấn áo cà sa đỏ vàng giao nhau. Cầm đầu là Độ Ách La Hán khô gầy ngăm đen, bề ngoài càng giống tiểu lão đầu hơn. Lão sư, các hòa thượng đập phá tới rồi. Trừ Thải Vi nói xong, từ trong túi lấy ra một miếng bánh ngọt, bừng bừng hứng thú xem náo nhiệt. Đến thì đến, dám chính uống ngụm rượu nhỏ, phơi nắng, dương dương tự đắc. Lão sư tính tự mình xuất chiến sao? Thải Vi à, lão sư nếu ra tay, phải Bồ Tát tự mình tới đây. Độ Ách muốn đấu pháp với ta, không phải muốn chiến đấu với ta. Vậy người muốn phái ai xuất chiến? Trừ Thải Vi nghiêng đầu, phân tích, Trung Ly sư tỷ bị vận rủi quấn thân, giết địch 800 tự tổn hại 8.000. Tống sư huynh và con đều là luyện kim thuật sư, không am hiểu chiến đấu. Nhị sư huynh không ở kinh thành, chỉ có Dương sư huynh có thể xuất chiến. Giám chính thở dài. Lão sư vì sao thở dài? Thật sự không khéo, Dương sư huynh của ngươi hôm qua luyện công tẩu hỏa nhập ma, không thể xuất chiến. À, Trừ Thải Vi chấn động,
Nhất thời, bánh ngọt trong mồm cũng không thơm nữa, nhíu đôi lông mày tinh xảo, lo lắng nói, vậy làm sao bây giờ nha? Vi sư cũng phiền, cho nên muốn ngươi vào cung một chuyến, hướng bệ hạ đòi một người. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 558, đây là đứa nhỏ nhà thân thích. 1. Chỉ một lát, một bóng người váy vàng cưỡi, ngựa, cộp cộp chạy vội vào hoàng cung. Vừa qua giữa trưa, Nguyên Cảnh Đế đang ở Linh Bảo Quan nghiên cứu đạo kinh, nghe nữ tử quốc sư trình bày ý nghĩa thâm ảo của kinh điển, lại như thế nào cũng không tĩnh tâm nổi, mất tập trung. Bệ hạ là đang phiền não vì việc đấu pháp, Lạc Ngọc Hành nhẹ nhàng nói. Nguyên Cảnh Đế do dự một phen, nói, trẫm tuy tràn ngập tin tưởng đối với giám chính, nhưng Phật Môn lần này có chuẩn bị mà đến. Đấu pháp nếu thua, đại phụng nào còn mặt mũi? Hệ thống thuật sĩ tương đối đặc thù, không lấy chiến lực vi tôn, quả thực không quá ổn thỏa. Lạc Ngọc Hành gật đầu. Ở trong toàn bộ hệ thống hiện nay, hệ thống thuật sĩ chiến lực là yếu nhất, lĩnh vực nó am hiểu không phải là chiến lực cá nhân, mà là tăng cường quốc lực. Quân đội đại phụng sở dĩ có thể đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, quân bị tốt đẹp là một trong các nhân tố mấu chốt, mà những khí giới công thành, hỏa pháo, gỗ nỏ, quỷ phủ thần công đó đều đến từ Ti Thiên Giám. Đây là điều hệ thống còn lại không thể làm được. Cửu phẩm y giả cứu tử phù thương, bát phẩm vọng khí sư cùng thất phẩm phong thủy sư là nhìn thấu địa mạch, cải thiện phong thủy, những thứ này đều là kỹ năng phụ trợ rất mạnh. Cho dù là tứ phẩm trận pháp sư, thật ra cũng là phụ trợ, bọn họ am hiểu nhất không phải chiến đấu, mà là luyện chế pháp khí. Thuật sĩ cần dựa vào vương triều, hai bên là quan hệ cộng sinh. Vừa nghe Lạc Ngọc Hành nói như vậy, Nguyên Cảnh Đế sầu lo càng đậm thêm. Bệ hạ không ngại đi mời viện trưởng thư viện Vân Lộc chút. Trong các hệ thống lớn, võ phu chiến lực mạnh nhất, nhưng nếu bàn về hệ thống nào hoàn thiện nhất, không có điểm yếu, vậy chỉ có Nho Gia. Nho Gia có thể ứng phó tất cả cục diện, cho dù thủ đoạn Phật Môn cao siêu tới đâu, Nho Gia cũng có thể dẹp yên. Mắt Nguyên Cảnh Đế hơi sáng lên, sau đó lắc đầu, quốc sư, năm trước ta có ý để triệu viện trưởng làm quan, nhưng hắn từ chối. Ý ở ngoài lời, hắn không mời nổi người đọc sách thư viện Vân Lộc. Trong lúc nói chuyện, lão thái giám vội vàng tiến vào, cung kính nói, bệ hạ, trong cung báo lại, trừ thải vi của Ti Thiên Giám phụng mệnh sư phụ cầu kiến. Phụng mệnh sư phụ cầu kiến, Nguyên Cảnh Đế trầm ngâm nói, trẫm đang nghe quốc sư giảng đạo, không về cung, ngươi bảo cô ta đến Linh Bảo Quan gặp ta. Lão thái giám nhận lệnh rời đi. Nguyên Cảnh Đế nhìn về phía Lạc Ngọc Hành, nói, giám chính hẳn là vì việc đấu pháp, quốc sư cũng nghe chút, giúp trẫm tham mưu một chút. Hắn tuy là cửu ngũ chi tôn tôn quý, nhưng đạo hạnh thấp kém, bản thân là không có chủ kiến. Cần Lạc Ngọc Hành ở bên đưa ra ý kiến, phân tích một chút. Trừ Thải Vi nhận được triệu hồi, lập tức ra khỏi cung, cưỡi ngựa theo thị vệ tới Linh Bảo Quan, xuyên qua những vườn hoa, trải qua từng tòa tổ sư điện của nhân tông, tới tiểu viện ở sâu trong đạo quan. Thải Vi cô nương, mời. Một vị lão thái giám áo mãng bào đứng ở cửa sân, mỉm cười làm động tác mời. Trừ Thải Vi ừng một tiếng, đạp bước nhẹ nhàng đi xuyên qua tiểu viện, bước vào tĩnh thất, làn váy nhẹ nhàng đong đưa. Trong tĩnh thất, Nguyên Cảnh Đế cùng Lạc Ngọc Hành cách một cái bàn trà ngồi đối diện, bàn trà đặt một quyển điển tịch đạo môn, một lư hương, làn khói lượn lờ bốc lên. Trừ Thải Vi nhìn lướt qua, thấy trên bàn không có món ngon, thất vọng thu hồi ánh mắt, chắp tay hành lễ, ra mắt bệ hạ, ra mắt quốc sư. Nguyên Cảnh Đế đánh giá tiểu sư muội trong mắt thuật sĩ áo trắng của Ti Thiên Giám, mắt hạnh lớn mà sáng ngời. Khuôn mặt mượt mà, ngầm giấu sự ngọt ngào, là thiếu nữ sáng sủa có thể làm người ta không tự giác mà vui vẻ lên. Giám chính bảo ngươi tới gặp trẫm, là vì chuyện gì? Là như vậy, tam sư huynh Dương Thiên Huyễn hôm qua luyện công, vô ý tẩu hỏa nhập ma. Nhị sư huynh không ở kinh thành, tống sư huynh cùng ta lại không giỏi chiến đấu. Còn chưa nói xong, Nguyên Cảnh Đế nhíu mày ngắt lời, trầm giọng nói, cái gì, Dương Thiên Huyễn luyện công tẩu hỏa nhập ma? Lão Hoàng Đế dâng lên sự kinh ngạc giận dữ như nhà đã dột còn mưa cả đêm. Lạc Ngọc Hành khẽ nhíu đuôi lông mày, sóng mắt long lanh tập trung nhìn Trừ Thải Vi, cái này không giống tác phong của giám chính. Trừ Thải Vi không chút hoang mang, nói, bởi vậy, giám chính lão sư bảo ta tới hướng bệ hạ mượn một người, thay Ti Thiên Giám đấu pháp với con lừa chọc Tây Vực kia. Mượn người.
Nguyên Cảnh Đế tâm cơ thâm trầm chưa lập tức đáp ứng, mà là vơ vét trong bụng một lát, chưa khóa mục tiêu được người trong dự đoán, lúc này mới nhíu mày hỏi, dám chính muốn ai? Đà Canh Nhân, Ngân La Hứa Thất An, giọng Trừ Thải Vi thanh thúy, trong tĩnh thất bỗng nhiên an tĩnh lại. Qua hồi lâu, lão hoàng đế dùng giọng điệu không quá xác định, chứng thực nói, Hứa Thất An, Ngân La Hứa Thất An. Đúng vậy, là Hứa Thất An phá án rất lợi hại, từ Vân Châu trở về từng chết một lần kia. Trừ Thải Vi dịu dàng nói, Nguyên Cảnh Đế khoát tay, trẫm đương nhiên biết là hắn, ý tứ trẫm là, vì sao là Hứa Thất An. Nữ đệ tử này của giám chính, tâm tư có chút quá đơn thuần, nói chuyện cùng nàng, nhất định phải nói rõ ràng minh bạch, nàng mới có thể nghe hiểu. Trừ Thải Vi thật thà lắc đầu, ta không biết nha. Nguyên Cảnh Đế phun ra một hơi, phất tay, trẫm biết rồi, ngươi đi trước đi. Vâng. Trừ Thải Vi bước chân nhẹ nhàng rời đi, nàng tính đi Đức Hinh Uyển của Hoài Khánh công chúa uống trà ăn bánh ngọt, thuận tiện chia sẻ hiểu biết. Chờ Trừ Thải Vi rời khỏi, Nguyên Cảnh Đế cầm chén trà, trầm ngâm hồi lâu, giọng điệu trầm trọng hỏi, quốc sư, ngươi thấy thế nào? Hứa Thất An người này thiên tư tất nhiên không tệ, nhưng thân là một võ phu, đấu pháp với Phật môn, không có phần thắng đáng nói. Lạc Ngọc Hành ngũ quan tinh xảo đoan trang, khi mặt không biểu cảm, tựa như thần nữ điêu khắc bằng ngọc. Nhưng, thiên cơ bản là pháp khí. Bên người giám chính, quả quyết sẽ không cho bên ngoài mượn. Có lẽ trong đó có nguyên do khác đi. Nguyên Cảnh Đế thở dài nói, thôi thôi thôi, mặc kệ hắn, lão già này tâm cơ thâm trầm, trẫm trước nay nhìn không thấu. Trẫm còn có việc, về cung trước. Người Nguyên Cảnh Đế không thích nhất chính là giám chính, toàn bộ đại phụ. Hắn quan sát văn võ bá quan, cho dù là nhân tông đạo thủ Lạc Ngọc Hành, cùng hắn cũng là lấy đạo hữu gọi nhau, ngồi ngang hàng. Chỉ có giám chính là đối tượng hắn thật sự phải ngước nhìn, Nguyên Cảnh Đế hoàn toàn nhìn không thấu lão. Đối với một vị hoàng đế tay nắm quyền lợi cao nhất mà nói, đây là chuyện phi thường khó chịu. Ngồi trên xe kéo, Nguyên Cảnh Đế dặn dò, truyền Hứa Thất An vào cung gặp trẫm. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 559, đây là đứa nhỏ nhà thân thích. 2. Bệ hạ muốn gặp ta. Khi Hứa Thất An thu được tin tức, đang ở ngoài quan tinh lâu hóng hớt, ở trong đám người đánh giá các hòa thượng lấy độ ách la hán cầm đầu. Đúng vậy, thị vệ trong cung ở nha môn chờ, Hứa đại nhân mau đi chút. Đồng La truyền lời thúc giục, ta nếu là đi muộn chút, bổng lộc năm nay đều phải bị trừ hết. Hứa Thất An không nói hai lời, cưỡi lên con ngựa cái nhỏ, quật cái mông nhỏ cong cong của nó, vội vàng chạy về nha môn. Sau khi giao tiếp với thị vệ chờ đợi ở nha môn, Hứa Thất An vào hoàng cung, lặng lẽ xuyên qua cửa đông, tới ngự thư phòng. Sáu cây cột đỏ trắng kiện chống đỡ khung đỉnh cao lớn, sau bàn sách lớn trải lụa vàng không có một bóng người. Hứa Thất An ở ngự thư phòng yên tĩnh chờ đợi một khắc đồng hồ, Nguyên Cảnh Đế mặc đạo bào, tóc đen cắm đạo châm thong thả đến chậm. Hắn chưa ngồi ở trên ghế rồng thuộc về mình, mà là đứng ở trước mặt Hứa Thất An, nheo mắt, đánh giá hắn. Ánh mắt này tựa như có chút giống. Cha vợ nhìn con rể, mang theo vài phần đánh giá, vài phần hoang mang, vài phần không tốt. Nguyên Cảnh Đế dừng lại ở trước mặt hắn, nói với Ngân La ngoan ngoãn, chuyện giám chính cùng độ ách đấu pháp. Ngươi nghe nói chưa? Bẩm bệ hạ, mới từ trên hoàng bảng nhìn thấy. Hứa Thất An cung kính trả lời. Đấu pháp, bình thường chia ra văn đấu cùng võ đấu, độ ách cùng giám chính đều là cao thủ thế gian khó tìm, sẽ không tự mình ra tay, cái này thường thường đều là chuyện giữa đệ tử. Như thế trái lại có thể lý giải, các đại lão ngồi ở phía sau chỉ điểm, do đệ tử xung phong hãm trận. Nhưng cái đó và ta có quan hệ gì? Trong lòng hắn đang nghi hoặc, liền nghe Nguyên Cảnh Đế thản nhiên nói, giám chính vừa hướng trẫm mượn người, điểm ngươi ứng chiến. Hứa Thất An ngẩng phát đầu lên, kinh ngạc nhìn Nguyên Cảnh Đế. Nguyên Cảnh Đế nhìn chằm chằm hắn, ngươi nghĩ thế nào? Giám chính ngươi lão già thối, rốt cuộc an tâm cái gì? Biết thần thù ở trong cơ thể ta, ngươi còn lắm lời đẩy ta tới trước mặt Phật môn. Hứa Thất An lập tức nói, ti chức thực lực thấp kém, tài sơ học thiển, sợ không thể đảm nhiệm, xin bệ hạ cho ti chức từ chối. Nguyên Cảnh Đế hừ một tiếng, giám chính đã quyết định, tự nhiên sẽ không sửa đổi, trẫm tìm ngươi tới không phải nghe ngươi nói những thứ này. Trẫm là muốn nói cho ngươi, trận đấu pháp này, sự tình liên quan mặt mũi đại phụ, ngươi phải nghĩ mọi cách để thắng.
ngươi cũng không nghĩ ta dựa vào cái gì có thể thắng. Hứa Thất An mặt không biểu cảm ôm quyền, ti chức tuân chỉ. Linh bảo quan. Nguyên cảnh đế mới vừa đi không bao lâu, nữ nhân mặc váy trắng xếp nếp gấp phức tạp, đầu đội trang sức hoa mỹ, trên mặt che khăn lụa, ở dưới sự bảo vệ của đội thị vệ, vào linh bảo quan. Không cần thông truyền, nàng đi thẳng vào chỗ sâu trong đạo quan, ngồi xuống trong đình nghỉ mát. Trên cái ao bên cạnh đình nghỉ mát, nữ tử quốc sư Lạc Ngọc Hành dung mạo tuyệt sắc nhẹ nhàng ngồi xếp. Bằng, nữ tử khăn lụa che mặt nhặt lên một viên đá, lặng lẽ trọi về phía Lạc Ngọc Hành. Viên đá lúc tới gần Lạc Ngọc Hành ba thước, bị một lồng khí bắn về, chuẩn xác chúng che cái nữ tử che mặt. Nàng ai ra một tiếng, ôm trán ngồi xổm xuống, buồn bực nói, nhị phẩm cao thủ ghê gớm lắm à, nhị phẩm cao thủ là có thể tùy tiện bắt nạt người ta sao? Lạc Ngọc Hành mở mắt ra, bất đắc dĩ nói, ngươi tới làm cái gì, không có việc gì đừng quấy rầy ta tu hành. Nữ tử che mặt xách làn váy tới bên cạnh ao, bừng bừng hứng thú nói, Phật môn cùng với giám chính đấu pháp, sáng mai có náo nhiệt để xem rồi. Thì cứ xem, ta đương nhiên muốn đi xem, nhưng nguyên cảnh đế không cho phép ta rời khỏi vương phủ, ta đến lúc đó chỉ có thể biến ảo dung mạo, xem trộm. Nhưng ta muốn xem ở khoảng cách gần. Nữ tử che mặt hừ hừ nói. Ngươi có thể sau khi dịch dung, bảo người khác mang ngươi đi vào. Lạc Ngọc Hành cười nói. Ta sau khi dịch dung, ai cũng không nhận ra ta, làm sao mang ta vào. Nàng bực bội nói, tựa như cảm thấy nhụt chí, chuyển hướng đề tài, nói, ta nói với ngươi nha, Hứa Thất An kia là thật sự đáng ghét, ta vài lần gặp được hắn rồi. Quả thực là tên hư hỏng cà lơ phất phơ. Lấy tư sắc của ngươi, đây không phải thường tình con người sao? Lạc Ngọc Hành trả lời. Thôi thôi, ngươi cũng không phải thật tâm nói chuyện với ta, nói chuyện cũng chưa tự hỏi. Ta sao có khả năng lấy mặt mũi thật xuất hiện trước mặt người ta, nếu vậy, tên hư hỏng kia khẳng định lập tức yêu ta. Ta là biến ảo dung mạo, ngụy trang, tuy là một nữ tử bề ngoài thường thường không có gì lạ, nhưng khí chất cùng ý nhị đều tuyệt hảo. Lạc Ngọc Hành không kiên nhẫn ngắt lời, khí chất cùng ý nhị tuyệt hảo, vậy ở trước mặt ngươi nói năng ngò sớt không phải cũng phù hợp tình lý sao? Nàng nhất thời nghẹn lời, ngây ra một lát, không nói nữa. Nữ tử che mặt tức giận xoay người đi. Nàng là, tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình sau khi ngụy trang, chỉ là một người phụ nữ tầm thường nhan sắc bình thường. Mà một người phụ nữ như vậy, Hứa Thất An kia thế mà còn sinh ra tính thú nồng hậu đối với nàng, nam nhân này quả thực là tên hư hỏng bụng đói ăn quàng. Tiểu nhân xấu xa, ngươi biết ngày mai thay thế Ti Thiên Giám ra mặt, đấu pháp cùng Phật môn là ai không? Lạc Ngọc Hành đột nhiên nói, nữ tử che mặt vểnh tai. Hứa Thất An, Lạc Ngọc Hành không biết rõ còn cố hỏi. Hả? À, nữ tử che mặt lập tức xoay người lại, trợn to mắt đẹp, là hắn. Thay thế Ti Thiên Giám, Lạc Ngọc Hành gật đầu. Nữ tử che mặt nhất thời có chút tức giận, ngồi ở nơi đó, trống hông, đường đường đại phụng ta, chẳng lẽ không còn ai nữa? Thế mà lại để một tiểu tử thối đại biểu Ti Thiên Giám đấu pháp. Nàng tức run rẩy chốc lát, thấy Lạc Ngọc Hành một lần nữa nhắm mắt ngồi thiền, cũng im lặng. Ngồi ở nơi đó, mắt đảo qua đảo lại, không biết đang nghĩ cái gì. Hạo khí lâu, Hứa Thất An bưng trà, mang tin tức biết được trong cung nói cho Ngụy Uyên, Ngụy Uyên việc không liên quan mình nói, cố hết sức là được. Ta khẳng định sẽ bị bệ hạ trị tội, nếu thua. Hứa Thất An thấp thỏm lo âu. Ngụy Uyên cười ha ha nói, yên tâm, có lẽ ngày mai đấu pháp cũng không có khó khăn như trong tưởng tượng của ngươi. Mắt Hứa Thất An sáng lên, Ngụy công, ngươi biết chút tin tức sau màn. Ngụy Uyên liếc hắn một cái, dùng đầu óc của ngươi chút. Đại hoạn quan nhắc nhở, tiền đặt cược đấu pháp là cái gì? Kim cương kinh cùng thiên cơ bản. Thiên cơ bản là pháp khí bên người của giám chính, thế gian tuyệt đối chỉ có một cái, đấu pháp thua, ngươi chỉ là bị bệ hạ trị tội, mà hắn phải thua một món chí bảo. Nếu không có nắm chắc, giám chính sẽ hướng bệ hạ mượn ngươi. Ta lợi hại như vậy sao? Bản thân ta sao lại không biết? Hứa Thất An nói thầm trong lòng. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 560, đây là đứa nhỏ nhà thân thích. À. Đêm hôm đó, hắn mang chuyện mình đại biểu Ti Thiên Giám, đấu pháp cùng Phật Môn nói cho người nhà. Cũng nói, mọi người nếu muốn vô giúp vui, có thể cầm yêu bài của ta đi chỗ thuộc về nha môn Đả Canh Nhân. Hứa Bình Chí cau mày,
có nguy hiểm không? Chỉ là đấu pháp mà thôi, hẳn là không có. Hứa Thất An cũng không quá xác định, cũng không biết tình hình cụ thể ngày mai đấu pháp. Nha, chúng ta có thể vào sân xem. Thẩm Thẩm thì tỏ ra rất không tim không phổi, vui vẻ nói. Muội cũng muốn đi, muội cũng muốn đi. Hứa Linh Âm thừa dịp khoảng thời gian chống nuốt thức ăn, giơ cao cái tay nhỏ. Muội cũng muốn đi xem náo nhiệt. Hứa Thất An có chút kinh ngạc, muội muội ngu xuẩn lúc ăn cơm rất ít nói chuyện. Nơi náo nhiệt khẳng định có đồ ăn ngon. Hứa Linh Âm chắc như đinh đóng cột, đây là một triết lý nhân sinh nó trong 6 năm thời gian ngắn ngủi tổng kết ra. Dám chính vì sao phải chọn đại ca, người đọc sách duy nhất trong nhà, chỉ số thông minh đáng nói, Hứa Từ Cựu nhướng mày, phát hiện sự tình không đơn giản. Đối với tiểu lão đệ nghi hoặc, Hứa Thất An chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ai có thể biết giam chính nghĩ cái gì. Đệ biết không, dù sao ta không biết. Tiểu lão đệ lắc đầu, tỏ vẻ thông minh tuyệt đỉnh như hắn, cũng đoán không ra cách nghĩ của giám chính. Ăn xong bữa tối, Hứa Thất An thổ nạp dưỡng thần, chờ sau khi bản thân tiến vào một trạng thái tương đương tốt, dừng ngồi thiền, tính ngủ một giấc ngon lành, dưỡng đủ tinh thần ứng đối chiến đấu ngày mai. Xem ra mấy ngày nay không đi giáo phường ti là lựa chọn chính xác, nam nhân vẫn phải biết nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn nhắm mắt, đang muốn đi vào mộng đẹp, cảm giác tim đập nhanh quen thuộc truyền đến. Đành phải lấy ra mảnh vỡ địa thư, thắp sáng ngọn nến, xem truyền thư. 4. Ngày mai là giám chính. Cùng độ ách đấu pháp, ta ở chỗ quốc sư nghe được một tin tức làm người ta kinh ngạc. Tin tức gì? Thành viên thiên địa hội nhao nhao hỏi. Chỉ có sắc mặt Hứa Thất An biến đổi hẳn, thầm nhủ ngươi con mẹ nó câm miệng cho lão tử, câm miệng. Sở Nguyên Trần lấy ngón tay thay bút, truyền thư nói, Ti Thiên Giám thế mà lựa chọn để Ngân La Hứa Thất An ra mặt nghênh chiến. Tin tức này gửi xong, Sở Nguyên Trần chờ mong thấy đám bạn diễn đàn phản ứng chấn động, sau đó phát biểu ý kiến của mình, kết quả không có lấy một chút đáp lại. Sở Nguyên Trần nhíu nhíu mày, chẳng lẽ bọn họ đều đã biết? Hai, số 4 này sao vậy nhỉ, cố ý treo khẩu vị người ta. 6, số 4 không giống loại người này, có thể bên người lâm thời có việc gì? Số 4 lâm thời có việc. Ha ha ha, ông trời phù hộ, chưa mang chuyện của ta nói ra. Bằng không số 2 nghe nói ta chưa chết, sẽ ở trong diễn đàn vạch trần thân phận của ta ngay tại chỗ. Hứa Thất An như chút được gánh nặng. Lúc này, hắn thấy mặt gương truyền đến Kim Liên đạo trưởng truyền thư. 9, ta tạm thời mang bọn họ che chắn hết, số 4 cũng là ta che chắn. Đạo trưởng che chắn số 4. Hứa Thất An sửng sốt, vội vàng truyền thư, cảm ơn đạo trưởng. 9, không cần cảm tạ. Không cần cảm tạ, bây giờ không để Lý Diệu Chân biết tin tức ngươi sống lại. Nàng sau khi đến kinh thành, ngược lại có thể chuyên tâm chuẩn bị chiến tranh. Ngươi cây gậy ngoáy phân này, liền không cần nữa. 9. Nhưng giấy không thể gói được lửa, ngươi là người thông minh, hẳn là rõ ý tứ của ta. 3. Ta tự có chừng mực. Hứa Thất An tính gặp mặt nói chuyện Lý Diệu Chân, nói một câu quá khứ mọi người cùng nhau chết về mặt xã hội, như vậy Lý Diệu Chân sẽ đáp ứng giữ bí mật thân phận cho hắn. Kim Liên đạo trưởng, ngươi cho rằng ta ở tầng thứ 2, thật ra ta ở tầng thứ 5. 3. Đúng rồi đạo trưởng, ta tựa như nhìn thấy vị nữ tử có sâu xa với ta. 9. Ha ha, sớm hay muộn là phải gặp mặt, nói rõ duyên phận các ngươi đã đến. Duyên phận đã đến. Hứa Thất An nuốt nuốt nước bọt, vẻ mặt cầu xin truyền thư, ngài nói duyên phận này, nó là duyên phận hẳn hoi không? Tuổi của nàng cũng có thể làm thẩm thẩm của ta rồi. Tuổi tác bà gì kia, đại khái cũng chỉ nhỏ hơn thẩm thẩm vài tuổi. Mà thẩm thẩm năm nay xuân xanh 36. 9. Ta tựa như chưa từng nói với ngươi năng lực của cái vòng tay bồ đề kia. Nó có thể che chắn khí số, thay đổi dung mạo. Phật môn sở trường nhất che giấu khí số bản thân. Vòng tay là ta trước kia du lịch Tây Vực, làm việc thiện tích đức, luận đạo cùng một vị cao tăng, từ trong tay hắn thắng tới. Như vậy à, vậy nếu bà gì là một vị mỹ phụ nhân vẫn còn phong vận, ta vẫn có thể tiếp nhận. Hơn nữa, hơn 30 tuổi, lấy kinh nghiệm cùng ánh mắt kiếp trước của ta đến xem, thật ra là tuổi tốt nhất của nữ nhân. Phi phi phi, tư tưởng không thể trượt dốc, ta tựa như đã nhận định nàng cùng ta sẽ có nghiệt duyên. Nhất định là tác dụng ám chỉ của Kim Liên đạo trưởng. 3. Đạo trưởng, cái gì gọi là sâu xa? 9. Sâu xa chia ra rất nhiều loại, đôi bên sinh ra tình nghĩa, đó là sâu xa. Nhưng tình nghĩa có thể là bạn bè, có thể là tri kỷ, có thể là ân nhân vân vân. Phù. Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra, chấm dứt nói chuyện phiếm,
hắn quấn chăn bông mỏng manh, tiến vào mộng đẹp. Hôm sau, sáng sớm, Hứa Bình Chí sau khi xin phép quay về trong nhà, dẫn theo nữ quyến trong nhà ra ngoài, hắn tự mình đánh xe đưa các nàng đi Quan Tinh lâu xem náo nhiệt. Hứa Nhị Lang cưỡi ngựa, đi theo bên xe ngựa. Vừa chạy ra khỏi đường nhỏ cửa nhà, rẽ vào trục đường chính, liền thấy trong một chiếc xe ngựa đơn sơ đỗ ven đường, một phụ nhân dung mạo bình thường chui vào, nâng tay cản lại xe ngựa của Hứa Bình Chí. Hứa Bình Chí nhíu mày đánh giá phụ nhân, nói, ngươi là Nhị, thúc của Hứa Thất An. Đúng, đi Quan Tinh lâu. Đúng. Phụ nhân gật gật đầu, chỉ để ý mục đích của mình, leo lên xe ngựa, mang ta đi Quan Tinh lâu, nói cho Hứa Thất An, chuyện nhặt túi thơm của ta xóa bỏ. Hứa Nhị thúc vốn muốn mang phụ nhân đẩy xuống, sau khi nghe được câu này, sắc mặt liền có chút cổ quái. Nghe qua, vị phụ nhân này và cháu trai còn có chút khúc mắc. Lấy thân phận cùng tư chất Ninh Yến, hẳn là không đến mức cùng một nữ nhân lớn hơn nó nhiều như vậy có gì khúc mắc, là ta nghĩ nhiều rồi, khẳng định là ta nghĩ nhiều rồi. Hứa Bình Chí tính về nhà chất vấn kỹ Hứa Ninh Yến, lúc này tạm đè xuống không đề cập tới. Bà dì sau khi tiến vào thùng xe, thấy Thẩm Thẩm đẫy đà xinh đẹp cùng Linh Nguyệt Thanh lệ thoát tục, rõ ràng sửng sốt một phen. Lại nhớ lại người trẻ tuổi tuấn Mỹ vô cùng kia ở bên ngoài, trong lòng nói thầm một tiếng, cả nhà túi ra đều không tệ. Các bạn vừa nghe xong tập 56 của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.